Vân Anh. Và Đăng Khoa, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa chương trình Dược Thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa lại trở lại với quý vị ngày hôm nay. Trong chương trình lần trước với đề tài lợi ích của củ gừng, VNTV đã nhận được một số email của quý vị khán thính giả yêu cầu bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ về lợi ích của củ nghệ. Ngày hôm nay chương trình lại trở lại với quý vị. Trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay, Vân Anh một lần nữa giới thiệu với quý vị, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa là bác sĩ đông y và châm cứu, đã hành nghề 20 năm tại Nam California và San Diego. Ngày hôm nay mình sẽ nói về lợi ích của củ nghệ theo lời khán giả yêu cầu ha anh Khoa. Dạ vâng, kính thưa quý vị và chị Vân Anh, nghệ được đóng thành viên và được rất là phổ biến trên thị trường không những Á Châu và Âu Mỹ. Thì nói về gừng đó thì người ta trong Đông y còn gọi là khương hoàng. Nghệ đó anh Khoa. Vâng, dạ. Nghệ khương là gừng, dạ. Hoàng là vàng. Như vậy nghệ cũng là gừng. Là họ gừng chị, oh. Thế chị họ gừng nên gọi là gừng vàng đó chị. Dạ, dạ. Khương hoàng đó thì nó lấy từ cái thân rễ thôi chị. Dạ. Còn cái củ thì còn có một cái tên khác gọi là út kim. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái tên của nghệ. Tên khoa học đẹp quá anh Khoa. Dạ vâng. Dạ. Còn tên khoa học của nghệ đó còn gọi là cucumalanga. Nghệ có cái vị cay và đắng và ôn là ấm đó chị, thưa chị. Thì nó vào hai đường kinh là can tỳ là gan và lá lách đó thưa chị. Cái công dụng của gừng đó là nó kích thích cái túi mật và các tế bào của gan. Vì kích thích như vậy á, nó làm cho cái túi mật co thắt cái túi mật, nên nó có cái tác dụng nữa là tiêu sản mật. Ngoài ra trong cái gừng đó, xin lỗi, trong nghệ đó nó có cái chất màu vàng, nó gọi là curcumin và curcumin, chỉ hai loại khác nhau. Một cái chất đó nó có một cái tác dụng nữa, đó là làm giảm cái cholesterol trong máu. Thông mạch tới, tại vì cái chất đó thì nãy vừa nói với chị về cái chất curcumin và cái chất curcumin, nó có hai loại. Một loại đó là nó kích thích cái túi mật. Như vậy cái màu của nó cũng là một vị thuốc phải không anh? Vàng, vâng. Dạ. Nhưng mà cái tinh dầu của nghệ đó cho, dạ, chị, nó có một cái tính chất là sát trùng và chữa các loại nấm ở ngoài da. Mình anh thấy đó là ở Việt Nam của chúng ta đó, nghệ lúc nào cũng là một cái vị thuốc chữa lành các vết thương phải không anh? Dạ, vâng. Chúng ta bị thương, bị chày cái gì lúc nào cũng bôi gừng lên đó, để cho nó thưa chị, thì cái đó là cái tinh dầu của nghệ đó, nên nó có cái tính chất là sát trùng. Và một cái tính chất nữa đó là giảm đau. Trong các chương trình mà thí nghiệm đó thì họ thấy là 1200 mg của cái bột nghệ đó thì tương đương với 400 mg của thuốc ibuprofen, như những cái thuốc mà chống viêm đó, nên nghệ có một cái tác dụng nữa là chống đau và những cái khớp xương thôi chị. Bên anh thấy đó là ngày nay đó anh Khoa, cái nghệ đó đã được chế biến thành những cái loại thuốc dược thảo trị được rất là nhiều bệnh. Trong kinh nghiệm làm việc với một vị thầy thuốc đông y đó, anh Khoa thấy là đã có rất là nhiều người khỏi bệnh nhờ cái vị thuốc từ nghệ đó không anh Khoa? Dạ vâng, đó thì đó là hồi nãy chúng tôi giới thiệu tới nghệ, nhưng mà nói về cái thân rễ, còn bây giờ chúng tôi nói về cái củ nghệ. Cái củ nghệ là củ rễ của nghệ, nó còn đông y còn gọi là út kim. Thì cái nghệ, cái thân rễ đó thì nó lại ấm, nhưng mà ngược lại đó, cái củ nghệ đó thì nó lại có cái tính ấm thôi, xin lỗi, cái tính lạnh thôi chị. Nhưng mà có tác dụng khác về máu nhiều. Chẳng hạn như là những người phụ nữ kinh kỳ không thông và đau bụng, nó có một cái tác dụng nó tuần hoàn máu huyết và tiêu hóa. Anh Khoa, thì như vậy đó, thì với những cái thuốc mà dinh dưỡng trị liệu đông y như vậy đó, thì khi mà một người dùng những cái thuốc đó mà họ đang có dùng những cái loại thuốc tây y á, thì khi dùng cùng một lúc vậy có sao không anh Khoa? Dạ thưa, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi đó. Thứ nhất là khi mà dùng nghệ đó thì quan trọng những cái người mà đang dùng thuốc cao máu, hoặc là những cái người đang dùng thuốc loãng máu, đúng hơn là cao máu, thuốc loãng máu, tại vì nghệ nó có cái tính chất là tuần hoàn máu huyết và nó làm phá máu. Một cái vấn đề nữa tôi đề cập nữa là nghệ có một cái tác dụng là phá máu ứ trong cơ thể nữa, như là máu bầm chẳng hạn. Bởi lý do đó những cái người phụ nữ mà mang thai tránh dùng nghệ. Vậy hả anh Khoa? Dạ vâng. Và những người, nhất là những người, và một cái nữa là những người thiếu máu. Đã thiếu máu rồi mà dùng nghệ nó lại phá máu thêm đó thưa chị. Nó làm những cái cho những cái người bệnh nhân này có thể say sẩm mặt mày hơn cái lúc mà uống nghệ.
Vâng, thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Dược thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay, chia sẻ với quý vị về đề tài lợi ích của củ nghệ. Thưa quý vị, mỗi củ nghệ mà nhiều khi chúng ta nhìn chúng ta thấy cũng không có gì là đáng chú ý lắm, nhưng mà khi mà qua sự chia sẻ của anh Khoa thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái công dụng rất là kỳ diệu, phải không anh? Dạ vâng, đó là nói về cái công dụng trong về y dược. Dạ. Còn nói về công nghệ thì người ta dùng cái màu vàng của nghệ đó để nhuộm tơ hoặc len hoặc là các cho tới bây giờ vẫn dùng hả? Dạ vâng, vẫn dùng và họ có một và họ có thể làm nghệ, cái tinh nghệ đó để bôi vào những cái vết mụn mới mới bị sắp lành chẳng hạn, để cho chống vết thẹo đó, thưa chị. Dạ thưa bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, củ nghệ còn đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề sắc đẹp của quý bà quý cô. Bên anh thấy là càng ngày càng có những cái sản phẩm về sắc đẹp được bào chế từ củ nghệ, thì cái chất đó là cái chất gì của trong củ nghệ anh Khoa? Đó thì cái chất đó là cái chất curcumin đó chị. Dạ. Cái chất vàng đó, màu vàng đó. Nhưng mà ngược lại đó, những cái chất đó đó thì khi mà dùng quý vị cũng cẩn thận, như là tôi mới đề cập đó, là những người phụ nữ mang thai hoặc là những người thiếu máu không nên dùng. Và nhưng mà rất là tốt cho những người phụ nữ kinh kỳ không có được đều đặn đó, thưa chị. Anh Khoa, như vậy thì thí dụ như mà củ nghệ đó, anh Khoa nói là trị về bệnh thận, bệnh gan phải không Khoa? Dạ vâng, gan thì nó có tác khi gan, tại vì mật với gan nó liên hệ với nhau. Dạ. Cái chất mà curcumin hồi nãy tôi mới đề cập đó, là nó kích thích những cái tế bào gan, thưa chị. Vì như vậy đó, vì lý do đó mà nó có thể giảm được cholesterol trong máu. Nói về trong ẩm thực các anh Khoa, thì Vân Anh thấy là ít khi nào dùng nghệ trong ẩm thực phải không anh Khoa? Dạ thưa, không tùy theo giống dân đó chị, nhưng chị thấy không, người Ấn Độ họ rất là thông dụng. Khi mà mình dùng cà ri thật sự không, họ không phải dùng, mình nói cà ri, nhưng mà thật sự nó nghệ là một phần trong các cái gia vị cà ri, thưa chị. Dạ vâng. Yeah. Thì hiện bây giờ có nhiều cái phòng thí nghiệm đang nghiên cứu để coi nó có phát triển, nó chống được những cái tế bào ung thư. Yeah. Nhưng mà cái đó thì cũng chưa có xác định được, thưa chị. Như vậy thì cho gần gũi với đời sống của chúng ta đó anh Khoa, thường thường á, củ nghệ thì nói về không lành da mau. Như vậy thì khi mà chúng ta bị một cái vết thương nào đó đó, thì thí dụ như nghệ nó chỉ dùng cho cái vết thương nhỏ thôi, hay là vết thương lớn thì cũng xài được anh Khoa? Nếu mà chị, cũng cảm ơn chị cũng đề cập tới vấn đề này. Vết thương lớn chẳng hạn như là chúng ta bị té ngã, bị bầm, hoặc là bị máu ứ, máu động ở trong cơ thể, hay là mà chúng ta không biết, thì nghệ có tác dụng là phá máu, những cái máu phá bầm, phá ứ. Còn ở ngoài thì là những cái vết chày. Nhưng mà nghệ có một cái nữa đó, là có thể là chữa, tại vì nó lạnh nên có thể chữa được những cái chứng như là cuồng điên đó, thưa chị. Nóng quá đó chị, nên cái nghệ, cái bột nghệ hoặc là cái nghệ đó, nó có cái tính chất lạnh. Khi những người bị cuồng nhiệt đó, cuồng đó, thì họ là do nhiệt gây ra, nên có thể chống được. Tức là mình, thí dụ lúc đó mình có thể giả nghệ ra anh Khoa? Dạ vâng, dạ vâng. Anh Khoa, như vậy với một củ nghệ tươi chúng ta giả ra lấy nước uống rồi vấy với lại cái bột nghệ, thì anh Khoa thấy là cái công dụng nó có ngang nhau không anh? Nó khác đó chị. Nếu mà mình lấy cái tinh chất của con nghệ đó thì nó sẽ mạnh gấp 5 lần cái bột nghệ mà mình giã ra, thưa chị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Quý vị vừa theo dõi chương trình Dược thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay qua đề tài sự lợi ích của củ nghệ. Mong rằng những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có sự hiểu biết nhiều hơn về những công dụng rất là kỳ diệu của củ nghệ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Vân Anh và Đăng Khoa xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị một buổi tối an lành và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.